xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kéo Tâm Việt. Thì nếu anh chị cần một em loa công suất lớn đáp ứng đủ cho anh chị tầm 30 đến 35 bàn ăn, không cần phải chỉnh nhiều cho em loa, chỉ cần bật nút nguồn lên và hát karaoke, tránh được tối đa tình trạng hú rít cho em loa và không cần phải gặn giọng lên để mà hát. Còn một điểm đặc biệt nữa, đối với em loa này, hát dở có thể thành hát hay luôn nha. Sẵn tiện đây, em có em loa thanh lý T-Sound T68 này. Bữa trước bên em bán với giá là 16.680.000. Và bây giờ thanh lý sâu luôn cho anh chị, còn lại 13.450.000. Và bảo hành tất cả 3 tháng luôn cho anh chị. Đối với những anh chị không quan tâm đến cân nặng của em loa, kích thước của em loa, hoặc là anh chị không có di chuyển nhiều, thì đây quả là một em loa rất phù hợp với nhu cầu của anh chị rồi nha. Về việc vận chuyển thì anh chị hãy yên tâm, đã có Tâm Việt, vì Tâm Việt ship đi được toàn quốc luôn cho anh chị. Và đối với em loa này thì bên em đang có chương trình là hỗ trợ 500.000 tiền ship. Và bây giờ xin mời anh chị cùng kiểm tra ngoại hình của em loa thanh lý này với em nha. Đây, như anh chị đã thấy thì mặt trước của em loa này nhìn rất là mới và hầu như là không có một vết chảy xước. Rồi, anh chị nhìn phía trên này nè, nhìn rất là bóng bẩy, ánh ánh lên những cái hạt kim tuyến, nhìn rất là lấp lánh nha. Rồi bây giờ thì xin mời anh chị cùng kiểm tra chất lượng âm thanh của em loa thanh lý này có ok hay là không nha. Đừng nhìn nhau khi mà quên lệ bờ mê, tìm dù cho phai không trách được tự ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha, xót xa từng kỷ niệm đầy vơi. Và sẵn tiện đây thì em thanh lý luôn em Vanker T68 này của bên em. Thì cái bộ này cũng giống y chang cái bộ này luôn. Và em có một bộ rời đây và em đang thanh lý. Giá gốc của em Vanker này trước bên mình bán là 2.240.000. Và bây giờ giá thanh lý chỉ còn là 1.700.000. Về phần phụ kiện này, như anh chị đã thấy rất là đầy đủ luôn. Có một cái remote cho anh chị điều khiển nè. Cái này chắc cái lá thư bảo hành nè. Đây là cái cổng để anh chị cắm nguồn cho cái bộ văn cơ này. Đây là một cái tu vít nhỏ nhỏ để anh chị có thể chỉnh ở trên đây. Và đây là cái đầu để anh chị thu sóng Bluetooth tốt hơn và gắn ở sau đây này. Rồi, sẽ hỗ trợ cho anh chị hai cục pin để anh chị gắn vào remote. Như vậy là các bộ phận thì cũng rất là đầy đủ. Và em văn cơ này thì bên mình bảo hành cho anh chị là tất cả là 3 tháng. Ngay bây giờ thì cảm nhận của anh chị như thế nào? Và cùng nhau bình luận dưới video này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.